Nam là một trong những nước có tỷ lệ mắc ung thư tuyến giáp cao trên thế giới, với hơn 5.000 ca mắc mới và 500 ca tử vong mỗi năm. Ung thư tuyến giáp có tỷ lệ điều trị thành công cao nhất hiện nay, với hơn 90% bệnh nhân được chữa khỏi nếu được phát hiện sớm. Bệnh nhân này là một ví dụ điển hình, được phát hiện bệnh ở ngay giai đoạn đầu, nên việc điều trị khá đơn giản. Sau mổ, bệnh nhân chỉ phải theo dõi và khám định kỳ. Thỉnh thoảng nó bị đau họng ấy, nên mọi người bảo là cái một bên là bên phải này là cổ nó hơi bị to ra. Thế là tôi đã đi khám và bác sĩ bảo là có u và phải chọc sinh thiết. Và khi chọc xong thì các anh ấy bảo kết quả nó có tế bào nghi ngờ thì bảo các anh bảo chuyển ra đây để mổ ấy. Thì bác sĩ bảo là của tôi là nó mới giai đoạn đầu ấy, thế nên là không cần phải điều trị lâu dài mà về thì 3 tháng đi khám lại một lần thôi. Thời gian qua, Bệnh viện K đã ứng dụng thành công nhiều kỹ thuật hiện đại như phẫu thuật robot cắt tuyến giáp qua tiền đình miệng, phẫu thuật nội soi tuyến giáp qua đường miệng, giúp nâng cao hiệu quả điều trị ung thư tuyến giáp, cải thiện sức khỏe và rút ngắn thời gian nằm viện cho người bệnh. Thậm chí, với cả những bệnh nhân phát hiện ở giai đoạn muộn hơn, thì việc điều trị vẫn có khả quan. Đơn cử như bệnh nhân này, mặc dù phát hiện u tuyến giáp thể nhú, nhưng tiên lượng điều trị khỏi vẫn rất cao. Tuy nhiên, sau mổ, bệnh nhân sẽ phải thêm bước xạ iốt 131. Ban đầu là tôi có dấu hiệu khàn tiếng, là tôi có xuống khám thì cho kết quả là nhân thủy trái tuyến giáp và chuyển sang thể nhú. Theo bác sĩ tư vấn thì cái của tôi là mới chớm vào thể nhú nên là có thể chữa khỏi được gần 100%. Ung thư tuyến giáp là bệnh ác tính. Dấu hiệu bệnh ở giai đoạn đầu thường không rõ ràng và rất khó để phát hiện. Do đó, người bệnh phần lớn phát hiện ra khi đi khám sức khỏe định kỳ hoặc đang thực hiện các biện pháp chẩn đoán một loại bệnh khác. Nói về ung thư tuyến giáp, nếu mà để phát hiện ở giai đoạn sớm thì rất khó khăn, bởi vì là ở giai đoạn sớm không biểu hiện lâm sàng. Chính vì vậy mà muốn phát hiện sớm ung thư tuyến giáp thì người dân nên đi khám phát hiện định kỳ. Đặc biệt là một cái phương pháp rất dễ để chẩn đoán, đó là sử dụng siêu âm. Siêu âm là một trong phương pháp mà có giá trị cao trong chẩn đoán ung thư tuyến giáp. Từ đó nếu nghi ngờ thì bác sĩ lâm sàng có thể chỉ định làm thêm, ví như là làm chọc tế bào và xét nghiệm khác để chẩn đoán chính xác là ung thư tuyến giáp. Theo các bác sĩ, mặc dù là bệnh có tỷ lệ chữa khỏi cao, nhưng ung thư tuyến giáp cũng có tỷ lệ tái phát lên tới 30%, đặc biệt là ở vùng cổ có thể chiếm tới 80%. Vì vậy, các bệnh nhân sau điều trị vẫn cần tuân thủ thăm khám theo lịch hẹn định kỳ. Để tránh được phòng tránh được chuyện tái phát đấy, thì có một là bệnh nhân nên khám định kỳ theo hẹn của bác sĩ. Thứ hai là phải điều trị, phải tuân thủ tất cả các bước điều trị như là điều trị thuốc nội tiết sau khi phẫu thuật và điều trị iốt 131. Bởi vì điều trị nội tiết cũng là một phương pháp điều trị. Thứ hai là nên duy trì những cái chế độ sinh hoạt lành mạnh, như là tập thể dục hàng ngày hoặc là chế độ sinh hoạt lành mạnh, uống nhiều nước, ăn rau xanh, hoa quả và tránh những đồ ăn như là nướng, đồ chiên, đồ muối và những chất thức ăn có sẵn thì là sẽ tránh được cái bệnh tái phát. Để tầm soát phát hiện sớm ung thư tuyến giáp, bác sĩ khuyến cáo người dân nên khám sức khỏe tổng quát một năm một lần, đặc biệt với những người có yếu tố nguy cơ cao như người thân trong gia đình từng mắc ung thư tuyến giáp. Ngoài ra, khi sờ hoặc nhìn thấy có khối xuất hiện ở vùng cổ hoặc có triệu chứng khàn tiếng, nuốt khó, nuốt vướng thì phải tới ngay các cơ sở y tế để được thăm khám, tư vấn và điều trị kịp thời.